Rồi đi hướng nào nghĩa? Đâu thế? Nhà quận nhất á, nhà quận nhất á. Ừ, quận nhất á. Đó, có lẽ set boy đó. Mời tôi qua qua nhà nghĩa phát anh em. Rồi, anh thấy cái check mark của em rồi. Dạ. Đó, đang chúng ta đang quận 7 á, chứ giờ quay về quận nhất đi anh. Quận 7. Từ từ nhá, chờ tôi thay quần áo á. Ok, để tôi chở nghĩa sang nhà đó xem. Bạn. Biểu diễn quá nào. Tới luôn, lên đỉnh luôn anh, lên đỉnh luôn à? Nhà em bao chọn nguyên cái khúc trên mà anh. Rồi, lên đỉnh. Lên đỉnh. Đủ ghê có nghĩa. Rồi, sắp tới rồi. Ê mày, tao đáp, tao không biết đáp nha. Cái này mới căng. Tao nhảy dù xuống đi. Quá. Rồi. Ê, mày có dù mày bay đâu ấy? Ủa có dù mà. Có dù à, anh nhảy máy bay là có cái dù à, vô máy bay là có dù à. Ai nhảy dù nhà tôi ấy? Ok. Anh. Ủa sao chết á? Sao chết á? Nhảy xuống bình diện. Ai lành. Rồi thế anh tập này. Giờ có cấp cứu khẩn cấp mà. Vậy thì yên rồi. Từ từ để quay lại nhà nghĩa cái. Đây, đem anh vô, anh bấm chuông là nó vô thôi. Nó anh em đâu? Đây, đang chơi trời này. Tôi đang chơi trời. Chơi trời á. Trực thăng chiến đấu không ạ? Xuống nghe đó, đéo tôi, à quên bạn đéo. Đéo tôi phát. Bạn đây. Đéo tôi phát, tôi đang ở nhà tôi. Ok. Rồi, em đang ở nhà em rồi. Trước khi đón ông. Để mẹ lại điện thoại, may chưa quay. Ý. Để em mời vô thôi. À, mày tao qua xét sàn nhé. Đồ. Mày tao qua xét sàn với. Đây. Hả? Còn mày kia nè. Chris nè. The Shadow Gamer hiểu béo nè. Tính nào là mày bay dưới chân đây. Tôi á. Hả? Đây. Ra đây. Ôi. Ơi, có cái giường ngủ trong đây cũng đẹp quá nè. Chúng ta sẽ chuẩn bị qua nhà nghĩa chơi. Em đang chuẩn bị thịt nướng bên đây nè, mọi người qua cho vui. Nhớ mặc pyjama nha. Chúng ta chuẩn bị qua nhà nghĩa chơi nghĩa. Chơi nghĩa. Chúng ta chuẩn bị qua nhà nghĩa để chơi thằng nghĩa. Fuck him. Đây ông ơi, đi. Fuck him up. Fuck him tight. Lấy pyjama ra mặc. Rồi. Đây, tôi đây rồi. Nghĩa này kiện đi em. Xuống đi ông. Này kiện. Cũng được. Đại gia vãi lệnh mặc đồ ngủ, có hẳn mẹ Heli đèo. Sao Heli cháy rồi ấy? Vừa nãy bị chạm vào nhà ông ạ. Ôi Huy mặc đẹp ấy. Đạch đấy. Thanh niên này hôm nay tóc xe đồ. Kinh không? Mấy sao giờ nó vẫn còn phê. Điệu ai đấy? Nghĩa đâu. Yo. Mình đu. Nghĩa ở nhà. Rồi. Ủa mời mà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm đẳng cấp. Đi nhà luôn. Lên luôn. Mãi đẳng cấp gì ông lại trực thăng cháy nơi. Ông lái hẳn hoi đi, ông cứ lái ông vừa bắn thế đâu ra mà ông hỏng. Ủa có người gì nữa cơ bá. Nghĩa mời mà ông bắt gì cơ Lê Nghĩa Sơn Hoàng nhỉ. Nhìn tôi lái đây. Anh em vô bắt cho kệ cho nổ. Ở nhà em mới dán có cái hông Noel nè. Tôi đây rồi. Ê thấy tôi không? Đâu ông đâu? Nhìn sang bên phải máy bay này. Ủa sao mặc đồ kiểu gì này. Đây có cái hồng Noel nè. Pyjama mẹ bỏ kinh vãi. Ừ. Tuy là Giáng sinh qua rồi nhưng mà mình chơi hậu Giáng sinh. Hôm qua là Boxing Day á. Bạn nào đấy? Ôi, không biết nữa, nhưng mà thấy có tên cùng tên Nghĩa nên mời vào luôn. Mày để ở ngoài đời mày để người lạ vào nhà mày ngồi xem TV như thế à? Không, nãy mời ba. Vào căn hộ đây. Má em thân thiện mà ba. Huy bắn tôi chết ngắt. Để xem vào nhà đi. Anh em vào nhà. Phim cũng vui mà ba. Ủa nhà đẹp vậy. Vào đi ông ơi. Ấy, nhà trắng. Ui, nhà gọi là nhà trắng không? Shit. Đẹp vãi, hoành lang này. Nào kia, Lý Tiểu Long à. Ơ mà anh tưởng mày bảo mời ra du thuyền mà Nghĩa. Ờ cũng được, muốn ra không? Ừ ra du thuyền mà. Ủa. Yeah, chứ. Đấy. Turn off. Nhà bao tiền em ơi? Nhà đẹp quá. 1 triệu 1 triệu mốt. Đồ nội thất nữa là mấy trăm ngàn á. Nhà mới đúng không em?
Nhà mới á, đúng rồi, nhà mới á. Hơn triệu không ạ? Chứ ngày trước nhà mình mua có 600-700 mà. À đúng rồi. Có mấy căn nhà mà bên ngoài giống như là bên của Michael này nọ là nó bán cỡ 800 mấy ngàn á. Ừ đấy. Còn nhà này là nhà chung cư nhưng mà đồ nội thất mới. Thất mới thật nào. Đây các bạn để một phút mặc niệm lại cho những cái nhiệm vụ pace của chúng ta. Gì? Mà hình như cái phòng 2 sẽ vẫn như cũ, không có khác gì. Ờ chả khác con mẹ gì. Nhưng mà được cái nội thất bên trong nó đẹp. Ha? Nào xem iPad Pro hoặc MacBook 2017 có ở đây không? Thôi. MacBook này, nhảy ông em. Nhảy đấy. À. Ủa có xem web này thôi, để lên trang này. Anh em có nên làm lại nhiệm vụ Haze để tưởng niệm không? Tao sao tôi lên lầu xanh .org không được nhỉ? Giờ nó chuyển sang lầu xanh .us à anh? À lầu xanh .us à? Tao không phải. Bây giờ nó chuyển sang trời đất.com mà anh. Vào lầu xanh có hiện cái hình hiện hình con nút nửa người ấy. Thanh niên dùng mạng gì mà mẹ để nhà mạng cấm hết cả web đen rồi. Hình như mua cái thuyền nó cho một cái con sát mới captain. Hình như phải gọi nó mới vào tàu hay sao. Thuyền nghĩa đấy, em cái ngủ bơi bụng nhau. Rồi. Ôi tôi chưa được vào nhà. Đây coi, request helicopter, đem lấy chiếc khăn lên. Nghĩa này, cho anh hút rượu nhá. Uống nhờ cái căn nước quá vậy. Ôi hút xong béo này, hút xong béo này. Đợi đi, để kêu người làm giao chiếc khăn ra đón mọi người. Rồi anh em cứ ở nhà. Ở chơi quân. Nhà mới mua trái cây ăn nữa nè. Để mày có phòng chống không Nghĩa? Để anh cho để anh ở chợ đâu. Sao? Ủa em mời mà. Từ từ đem ra mở cửa cho. Mở cửa rồi. Anh em chú nhau. Người lạ không thuộc không ạ? Anh lên thang máy á. Thường nó vô là anh vô ngay gara. Đứng xa ra tí, Rồi, ok, đúng rồi. Đây, chuông. Rồi, anh như thật. Gần vãi xa tí nữa. Rồi. Ở đâu chụp từ sướng mà. Rồi. Đó để tôi chụp cho. 1. Ê chờ tôi lên với. 2 3. Rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Ủa? Ta đang trải nghiệm đẳng cấp. Ủa nhìn em. Ủa. Ra ra chụp cây thông lên được không? Ok ta. Ờ, nó hai mới bấm rồi ta. Để tôi. Vô đây. Từ nha. Hey buddy. Đây là cái tập đầu tiên của mình ngoại truyện đúng không? Chứ không phải là thế giới mở tự do các thứ không? Hy vọng bạn sẽ thích. Để tôi chọn cái tư thế đã. Cái tư thế tư thế, tư thế mới à. Ờ đúng rồi, action. Đây, roll up. Đấy, thanh niên mặc quần bó. Được chưa? Rồi. Đấy, 1. Từ quay đâu kìa. Quay đây. Rồi 1. 2 3. Thanh niên phải đâm tim. Rồi. Được chưa? Tôi biết làm kiểu đâu rồi, xem có kiểu nào BD tí không? Riêng ha. BD. Vãi kinh vãi. À, cái tư thế là gì ấy? Air thrusting. Đâu sao? Mà bóc phải hai lần liên tiếp hay sao? Để phát 1 2 3. Rồi anh biết rồi, biết cái kiểu đấy. Đây rồi. Đâu? Anh em mình chĩa mặt vào nhau không dùng cái đấy quýt ạ. À. Chú ba. Rồi chưa? Được chưa? Huy đấy. Ok. Nó méo nó quay mặt vào đấy mẹ cái thằng đấy. Đấy quay đây mày. 1 được không ạ? 2. lại bê Huy phải đếm. Rồi ông Huy đếm đi rồi bắt đầu mới bấm. Anh em mình đấy. Quay đây ông, quay đây. Quay đây. Đâu. Quýt nhìn cái thông làm gì vậy? Nó sẽ quay sang mà, nó quay sang vậy nè. Rồi. Ôi Huy đếm em. Chờ cưới tao cả. Rồi. Đếm về ông. 1 2 3 bắt đầu. Vãi mấy thằng chơi cây thông ạ, bình vừa vãi. Ok quýt thăm nhà đi rồi anh em qua du thuyền nào trải nghiệm đẳng cấp. Ok đã quá. Hút cần nào nhang. Hút cần đúng rồi, làm bi trước khi qua nhà Nghĩa cho cười tí. Ôi thằng này có cả cái gì nhỉ, gọi là cái gì bộ nhà Huy nhỉ? Bong. Không cái gì mà người ta nuôi cả hồ xong rồi thả sỏi cá cùng, nó gọi là cái gì nhỉ? Phong hồ cá. Không, cái gì bộ ấy, tôi quên mất rồi. Non bộ. Ờ non bộ đúng rồi. Má thằng Nghĩa ấy kết hợp cả. Má hút cần xong hết thấy đường luôn ông ơi. Thằng Nghĩa ấy cả mẹ hiện đại lẫn nhìn nhà là muốn cướp cổ cổ đại, anh thích mày đấy. Được đấy. Mà nhìn nhà này em thuê hơn. Có cơm củng hay là
rượu dùng lúa mới gì không, hay là mày bán whisky hay là có chứ có chứ. Đâu phòng tắm đâu, đây anh phòng tắm mẹ, anh nông dân mẹ, anh chỉ mẹ thích mẹ rồi cơm, đi rau, vô rau coi kia anh tắm. Mày nghĩa điện trước qua ông kia bảo mấy em ông chuẩn bị tắm phòng tắm đấy. Đâu đâu đây em coi ha ha. Điện trước bảo mẹ mấy thanh niên giúp việc bên đấy chuẩn bị cơm củ anh em sang ăn mẹ. Giờ giờ qua du thuyền chơi, qua du thuyền tắm rồi xong ăn. Bắt cá bắt củng ở dưới biển. Em làm mấy con nướng ngủng ngồi đốt rượu uống. Má bê cần lâu quá. Bê bê à? Đây anh em chờ Nghĩa setup set ủng cho anh em mẹ khách VIP vào. Khách VIP đang kêu lính làng. Đấy đúng rồi. lính ra đây mình đợi tí. Má nhà Nghĩa toàn đồ nữ không? Má gay. À, không em mua vô chợ vợ em. Quy gái về nó quất đấy. Không vợ em đi vắng rồi mới dắt mọi người vô á. Ờ đúng rồi. Má nói vậy vợ em buồn. Má. Quên. Ô. Nói vậy vợ em buồn ba, vợ em đi vắng rồi ba, em mới dắt mọi người vô chơi đó thôi. Thế bao giờ mày đi vắng thì mà có vợ mày ở nhà thì để anh vào. Ờ, không được ba, em giữ chìa khóa ba. Thì đấy, đưa anh chìa khóa à. Không, vợ em sợ ba. À, ống giòm á hả? Rồi rồi, tôi canh sẵn á, anh chỉ cần nhìn vô thôi. Đâu. Vãi ông Huy, ông chạy tôi à? Ông chạy tao không? Mẹ, hello có tơ ngay cái thuyền luôn, đù. Tôi không xem nữa. Đó, có thằng kia nó tắm dễ thương lắm. Nó xem mấy em tắm à, đâu có ai không? À, thấy gì? Chris móc lốp rồi, Chris móc lốp không được Phương. Móc lốp cái gì? Tôi đang ngắm xem mấy cái bể bơi xem có móc lốp. Ê, tôi chụp ảnh. Chụp đoán lại. Tôi chụp. Đâu coi à? Tôi chụp nào. 1 2 3 làm đi. Làm gì em với anh đi. Trời ơi, móc lốp. Tôi chụp ít à? Kinh quá. Tiếp kiểu nữa à? Đây lên. Thấy không ạ? Rồi, được rồi, chụp ảnh đẹp quá. Móc lốp đẹp luôn. Xong chưa? Đâu Nghĩa đâu? Anh em đang chờ đây, xe đây, Nghĩa này, anh em bắn chứ thằng Nghĩa này. Phải. Ui. Không ơi. À, thằng Nghĩa nó có bao thi á, bắn đi. Chưa ngon. Ui, có đâu. Đi về nhà Nghĩa đã, về du thuyền Nghĩa đã. Đây, rồi đây. Giết. Biết sao không? Anh em về du thuyền Nghĩa trước không rồi giết. Ôi, anh em sở hữu. Ôi. Phải, gió thổi bay ạ. Ui. Lên. Heli đẹp em ơi. Ui. What the fuck? What the fuck? Nhìn được Nghĩa. Đây, để em lái cho nhanh, mẹ đi đâu tỉnh lực phá lại hào quýt anh em đẳng cấp rồi đấy, anh em có phi công riêng rồi. Chuyển kiểu nhìn nhất, không nhìn nhất đây thằng Nghĩa chưa đi máy bay bây giờ phải chào anh em như kiểu không hiểu hả phi công đây Nghĩa không nhìn nhất này, nhìn không nhìn nhất này đang không nhìn nhất mà không hiểu rồi mở cửa ra rồi mở rồi ui mát thế rồi đẹp vãi mát quá rồi mát thế. Nào anh em phi công chào các vị khách đi chứ. Đang chào hello. Tại sao cầm súng à? Fly bao nhiêu đấy? Xin thưa các bạn, đây là ông già Yes hiu béo. Ông già bao nhiêu độ mấy thằng này phi công kiểu gì ấy? Hẻ súng hồng. Đang đóng cửa kiểu gì chứ? Súng chào fan. Ờ biết mở mà không biết đóng không ơi. Ơ nãy bên ông đóng được mà. Mấy hai tiên súng hồng giơ chào fan. Đây, ôi du thuyền này rồi. Ơ đấy tự đóng này. Ủa sao đóng được hay? Để không nhiều nhìn qua đây, ôi du thuyền nhìn như tàu cướp biển này. Ui du thuyền này. Nhìn đen như tàu cướp biển này. Shit bro. Ơi đừng hạ. Đã quá. Ê mày biết nào không mày? Ôi tôi nghi nổ lắm. Bây giờ. Hay mà. Thấy chưa? Nổ. Nào. Chạy ra ngoài đi. Sao đi được? Nhảy mẹ ra ngoài. Rồi ok. Rồi. Ôi anh ơi. Ôi cái quạt đập vào đầu. Vãi tôi phải bơi để vãi tôi đeo dù tôi bơi tôi chỉ tôi đeo dù dùng Buzz Lightyear vậy. Thế bảo Nghĩa đón ông em. Thôi sao đánh đâu vậy? Hình như cuối thuyền có mấy cái channel nhỏ. Nào Huy đi đâu làm tôi kiểu nào? Ủa vãi thật quýt. Đợi tí. Thật quýt kinh vãi. Tôi nhìn dáng mình ngồi điệu vãi. Cuối thuyền nó có mấy cái channel nhỏ phóng xuống lấy. Có channel nhỏ này. Oh, có súng bắn không à? Nào xem quang cảnh đẹp vật.
Công nhận. Ông nghe là cướp biển đấy, bây giờ về anh em lấy súng bắn lung tung lên tàu này để dọa. Ờ dụ dụ công an tới đấy. Ờ công an tới. Defend tất cả luôn. Tránh á. Có defend luôn mà, có defend nè. Cướp biển đấy. Ông Huy trẻ con phải cướp biển. Đâu lấy súng xuống này. Anh em đâu hết rồi. À 4 tắm nó nóng đúng rồi, 4 tắm nó nóng đó. 4 tắm à, đây như ở đây. 4 tắm như này, đây này. Đấy ngay dưới. Đó. Ôi trời ơi ôi. Đấy. Ôi giời. Anh em. Ôi nó tự động cởi đồ cho mình luôn à. Tự động cởi đồ luôn rồi. Ôi sao tự động cởi đồ luôn à. Anh em ấy phát nào. Cứ biển đấy, tránh ra. Nào, cứ biển đấy. Đây chị à. Chú Nga, chú ảnh mấy anh em trải nghiệm đẳng cấp này. What the fuck. Vãi, cứ biển. Cứ biển. Mày có hộ respawn ngay tại cái này luôn. Nào chủ nhà vào chụp ba anh em ngồi tắm uổi thẩm nghĩa xăm kinh ấy. Thành cứ hiện vãi không có hình xăm vào trên người cả. Có. Không có luôn. Ủa thằng Huy nó ném lưu đạn kìa. Không ơi nhìn trong ngồi trong hình như ngồi trong đây là nó không có vô lưu đạn được á. Huy vào đây Huy. Huy vào đây. Trời ơi. Sao sao hồi đông tôi này lưu đạn vào không chết à? Không không không, trong hồ tắm không chết không chết. Vào đây không? Đây đây đây, nhìn đây nhìn. Huy chết này, Huy chết. Huy chết này. Sao nó chết không chết? Huy vào đấy. Vào đây. Vào tắm đi anh em ơi. Tắm mày, tắm mày. Nghịch ngợ. Tao mất. Chủ nhà nó giết được. Lại lại giống cái GTA 4 đợt trước vậy. Không mà được cái nó hồi sinh lẻ, nó hồi sinh trong trong huyền luôn, hồi sinh trong huyền luôn. Má. Cái này giống thảm sát. Ông trời ơi. Vào đi. Vào đi. Vào đi. Ờ vô. Đâu đâu, ngồi ngồi cửa đi. Sao ngồi được? Bấm đúng á, bấm đúng rồi, nhiều ngồi ngồi được mà. Rồi. Rồi ngồi. Ê tôi uống luôn này. F12 chụp team một phát. Rồi. Ông chụp về. Rồi. Na quay hết mặt đây nhá, quay mặt ra thẳng. Rồi 1 2 tiếng tàu cái tiếng gì? Rồi. Đừng nghĩa. Để em bấm. Biết ngay. Vãi. Đừng lên chụp phát, để đứng lên chụp phát. Lên đi, ông ra lấy mẹ ông chụp được. Ủa sao tôi em mặc, vãi mặc hết đồ đây. Trời, em đang chỉnh, đang chỉnh. Ủa, đồ rồi. Nào, rồi, cười đây, cười đây. Cười. À, vô luôn. Đẹp quá. Được chưa? Kinh vãi. Được chưa? Còn nữa để phiếu đi nhất. Chụp hình kìa. Rồi, nào quay lại đâu đâu. Quá tử. Vãi quá. Chết mẹ ở trong đây tháp bom nó đéo thấy. Rồi thử xem nào. Chú Huy tự sướng Huy. Rồi xuống đi nhất nào. Đi. Đây chỉnh đầm đầm. Rồi. 1 2 3. Sao ông lấy điện thoại ông dùng với ủa? Đây. 1 2 à, quay nghĩa đây, nó chỉnh đấy là không sử dụng vũ khí rồi. 1 2 3. Rồi. Đẹp quá. Cá tay chạy cá thanh niên từ quê về lên check in. Check in. Rồi, vào nhà nghĩa xem em. Đi. Phải mời vào nhà, phải có người mời vào nhà không ạ? Ủa, vậy đúng rồi, hình như ở trong cái bong này này. Không, đúng rồi, cái bong nó bong captain đó là chỉ hình như chỉ có chủ mới vô được thôi. Thôi rồi phải chủ thuyền mới vô được thôi. Enter with new enter vô luôn nè. Đấy, invite được nè. Invite. Em mới cho vô chứ. Từ đấy thì anh bảo nghĩa bọn anh vào được rồi phải mời. Hồi đó có tắm chụp chung hai là chụp trong chỗ này à. Bây giờ nó cho vô. Cho vào trong đi. Ôi. Ủa. Mời. Ủa sao mọi người vô hết rồi sao Chris không được vậy? Vẫn còn cái cây thông ở đây à? Ủa sao permission. Số Chris nhỏ vậy em sao mọi người vô được cơ mà anh biết vô được. Anh em này có ba cái gì bartender nữ đây vào. Đâu. Tao đâu. Yo. Đúng rồi. Vào hội đông anh em thì vào hội đông.
Đấy. Có. Chú mình tôi à? Đâu đâu rồi, đâu rồi mấy anh điên. Đang ban viết thì làm nhanh nhanh. Ê trời ơi, người ta bartender chứ phải là gái đâu mấy cha. Trời ơi, chết xa ra ba, ra đây ngồi ba. Nào. Vào đây, vào đây. Vào đây chụp ảnh. Người thiên nhiên. Nào. Đấy. Nhìn Huy đâu chú bé. Đây đây đây, đây tôi chụp. Tao không chụp thôi. Được chưa? Ở đây để đấy. Nào. Rồi. Anh còn bartender không? Đúng rồi, kiểu là hướng thụ quá ba. Ba, biết chỉ cả hai thằng. Rồi một, hai kiểu nữa đi, một, hai, ba, rồi. Đấy, sao kia mình... cứ lắc đầu là sao? Yeah. Yeah. Rồi còn cái rượu dùng này xem nào. Ba, ôi clip này làm lại động tác này, làm lại. Tao có mấy cái giống chai nước mắm này nghĩa, mày nhậu cái nước mắm về mày uống. Hai, ba, làm. Ôi đâu ba rượu đó ba, nước mắm gì ba? Yeah. Được chưa, được chưa? Chưa, hả đây, sao trời có hết làm đi. Trời ơi cần gì giờ đâu giờ tao hút kiểu mới ba hút đó. Bây giờ là rồi tiếp em mày cho anh đi nữa. Rồi đẹp quá đi xem hình nhá nghĩa ok nghĩa ok em mày. Rượu này bằng sao rượu quê nhà anh. Rượu quê. Uống 8 chén vào viện luôn. Ủa nó không cho uống này, nghĩa. Ồ sao cho uống? Nó nữa, được uống được. Đấy. Ôi ơi. Ông hiểu tính mẹ rồi. Ôi bắt đầu ảo ơi. Ảo chứ, ảo uống tiếp không? Giờ chơi ai uống nhiều nhất ai chưa xỉn nha. Chơi vô. Thử tửu lượng đi ba. Thử tửu lượng đi. Không uống nữa đâu nhưng mà mới 3 ly. Mới ba ly tạch rồi sao? Ủa tiếp. Ông già yes. Ông già yes say rồi. Nữa. Ông già là hết beat mất là ông đi quẩy rồi. Ông đi. Chốc ông respawn bệnh viện là không vào du thuyền anh em. Sao? Tạch chưa? Chuẩn bị ngoẻo này, chuẩn bị có thanh niên ngoẻo này. Té rồi. Không uống đâu, cũng vẫn dốc vào. Vẫn uống. Nữa em mày. Mình chịu tới đâu. Cái chỉ số đấm nhau của mình rất là trâu. À đây là chỉ số đồ cồn nó như nào. No Seven Part 2 à? No Seven. Đâu hút cần kìa. Uống rượu xong hút cần kìa. Nhanh. Có cần trong đây có bon nữa nè. Bon à? Có đâu. Ủa vãi thanh niên. Bon như đem cho nhà rồi, nãy quên đem theo. No. Vừa uống như đúng rồi. Sao mình trâu phết đấy chứ. Má uống gần hết chai rượu luôn rồi. Anh em cả nốt chén này. Uống riêng mà tóc bạc luôn rồi ba. Chục này chục ly. À, rượu gì uống mãi không hết lại rượu thạch xanh à? Rượu mà ra chữ thạch xanh. Rượu thạch xanh à? Rượu thạch xanh. Nghĩa làm gì? Vãi đi DJ em bartender vãi. Ủa nghĩa có trà sữa chân châu. Ê, có chứ. Ông già yết. Mời lại anh vào. Nào, cho xin đi whisky nào. Chịu rồi. 7 cho xin ly whisky nào. Ok. Tít. Đấy, mình được vào ấy. Rồi, rượu. Bớt mình nghĩa phát nào. Rồi, mình nghĩa cho anh vào em mè. Đến ngon kia. Nghĩa đi, phòng tắm nhờ phát. Ủa sao anh Giang à? Phòng tắm cũng tắm nhờ phát. Phòng tắm đâu nhá. Rồi, chạy ra mở cửa đây. Tại chạy ra mở cửa. Ủa sao xỉn quá chạy ra ngoài luôn vậy? Anh bị ngất anh chạy ra ngoài rồi. Ngất phòng tắm ngoài em. Phòng tắm đâu rồi? Ủa xỉn là xỉu luôn hả? Ừ xỉn quá là xỉu kẻ hút cần đấy. Bê quá là nằm luôn. Phòng tắm đâu rồi? À đây phòng tắm đây. Rồi mà. Hello my friend. Hello my friend. Má cười hiểu rồi ha. Đâu. Ơi khúc dưới. Đâu ông tắm đâu tôi nhìn cái coi. Nè khúc dưới nè. Vào đây. Có phòng ngủ nè. Trời. Ôi giời. Vậy tắm đâu. Trời. Mặc. Ủa chứ ông tắm ông mặc cái quần dài à? Đấy mà tắm mặc. Có ra mấy thằng này vào chung một phòng vệ sinh rồi. Ơ cho vào với. Ơi ba đấy. Con gái kìa ba. Có toothpaste nữa mà. Nói chịch nào chứ làm gì? Vãi,
ba thằng vào được chung một phòng vệ sinh ạ. Ba trai đánh đạn gì chưa? Ba này, bốn cái gối anh em đủ bốn thằng luôn này mà ngủ không em? Đâu vào đây ủa cái tiếng mở cửa là ma bấm lên giường ấy, bấm lên giường ấy. À tất cả lên giường. Đây thì đi tắm được mà. À tất cả phát. Cũng ra để lên ở vậy. Giờ đi tắm cái đã. Nè chờ thông điếc nè, lên thôi. Ủa có cái nút đi tắm đâu mất tiêu ta. Chúc kia. Mất rồi sao? Chỉ văn nhỉ. Hồi nãy có cái nút đi tắm. Ôi bạn chảy đánh răng. Có xà bông nữa rồi bà. À cái khu vực là Lost Boy và Cold Guard. Má tự tự sướng giờ giống mấy em xinh tươi má tự sướng trong toilet vô gương mà. Đấy, check in nhà tắm đẹp. Check in nhà tắm đẹp. Đúng rồi. Mẹ cái gương sao quắc vậy? À, gương mới mua đó anh. Rồi, một thanh niên đã chết. Vãi ở ngoài có đánh nhau kìa. Ngoài có chiến tranh kìa. Không sao, sao trong đây chúng ta an toàn. Check in phòng tắm đẹp. Gương. Này em có bật cờ gì ta? Defend lên rồi. Không nào vô thuyền chúng ta được đâu. Ngon, ngon chứ. Ủa bốn thằng đứng trong ngoài kia đi ra bốn tắm. Thôi nghe thôi. Check in xanh chảnh. Ông hiểu đâu rồi, vào phát. Đấy, ông đâu? Đây đang selfie nè. Đang selfie. Lôi xíu, lôi xíu. Đâu rồi ta? Dạ. Rồi mày thấy em làm gì đây? Rồi thấy cái lưng vãi, gầy vãi. Tay xuyên tường vãi, kinh vãi. Chưa. Từ người vậy ông già hết thì nhìn người. Ê, bên đây có giường ngủ ba người nè ba, hơi bị đẹp luôn. Người luôn. ba người qua đây ngủ chung qua đây. Khoan. Rồi bây giờ nha. Chưa. Rồi. Ok 1 2 3. Rồi. Vai. Cái gầy vãi. Kinh vãi. Đâu. Ôi giờ đây có súng luôn, what the fuck. Chẳng đừng chặn. This is your cap. Đừng chặn. À thằng nào nó lấy máy bay bắn mình kìa. Có thằng nào nó lấy máy bay bắn mình rồi. Không bắn nổi đâu. Kệ đi. Kệ. Thủ lên phòng vệ nhé. Trong đây có cả súng nữa mà. Với lại bên ngoài đó. Bên ngoài có súng phòng không của mình lo gì. Bây giờ mình có dùng được không em? Không, nó tự động nó bắn à. Xuống phòng không á, nào bay vòng hoặc lên tàu mình nó bắn á. Ở lại phòng tắm nữa, vô vậy. Má y chang luôn. Ê, lên ngủ. Nữa. Cái ra tao đi rửa phát tao mẹ. Ê không, nhưng mà cái chỗ bồn rửa tắm, bồn rửa tay này nó khác ha. Cái gì cơ? Bồn rửa tay này nó khác mà. Bên trong này nó có cục xà bông nữa nè ba. Má, lý gì mình nghĩ mình chơi do dầu gội với sữa tắm mà sao giờ mình chơi xà bông không vậy? Dùng xà bông để gội đầu. Đấy, xà bông để lâu cái khác ba. Thằng nào nó lấy xà bông nó chà đít xong mình lấy mình bỏ lên đầu mình gội. Kinh quá. Có chứ đúng đi, nếu mà sai kiểu đấy. Đấy, thôi ba cắt đôi đâu mà sai. Cắt đôi á. Xóa hả? Một cái là đầu, một cái là đít. Kêu để phân biệt lãnh thổ, cái này của tao, này của kia của mày. Một cái là đầu, một cái là đít. Một cái đầu cái đít. Của nào không ở được. Cắt thêm miếng nữa chà nách nữa ba. Nằm tội vãi. Lo thanh niên lo việc triều đình. Nằm tội vãi. Ủa tưởng nằm nhiều người nữa chứ, sao không nằm có được người à? À nghĩa nằm tiếp với nghĩa. Ôi có văn phòng này, đây là cái gì đây? Ở chỗ làm việc quá. Ở bên đây có phòng ngủ 4 người rồi má. Bên đây có phòng ngủ 4 người. Phòng ngủ 4 người. Phòng trang điểm. Không, phòng ngủ, phòng đó phòng ba má em, bên đây phòng vợ em với em. Ba mấy trang điểm à? Má em, trời ơi. Ê, phòng này to hơn, phòng này chắc phòng vợ chồng em. Có cả cái bể CD đi ở đây, phải. Phòng 4 người luôn. Má vẫn xài xà bông cục. Nghèo vậy. Chắc để mai em nhập vào cái xà bông với dầu gội vào đầu vậy. Má có vẻ mọi người thích toilet. Đường má cửa đóng luôn. Đường má trong đây đã vậy. Má mình mua cái này sao mình không biết nữa ta. Để selfie check in làm nghề trang điểm.
Má có đồ xây tóc nữa hả? Ép tóc rồi duỗi tóc. Ép tóc duỗi tóc về rồi. Rồi mấy thanh niên. Đấy chứ sao? Vào. Ủa mà sao cái bệ xí này dành cho trẻ con mà, bé tí này. Em quên nói với mọi người. Để có được bộ tóc như ngày hôm nay thì em phải mua đồ make up nhiều lắm đó. Chọc tường. Rồi ok. Anh em mình vẫn trung thành với con gái. Vậy, vậy. À, nghĩa là nó ngồi cái bệ xí này để nó ngồi ở dưới tóc. Đúng không? À. Nhìn này. Má, vừa ngồi vừa trang điểm luôn mà. Cái bệ xí gọi nó cơm điện. Nồi cơm điện. Mày đúng rồi, sao trong này không tắm được? Không nghĩ vô được ta. Head and shoulder rồi. Đúng rồi. Để thử. Chắc tắm được chứ. Đo ve. Xem đây là cái gì? À, cái này không có hãng rồi, cái này không có nhãn hiệu mẹ. Đồ lồng chắc chắn luôn. Ủa có là rượu trong này uống được không? Rượu tàu khựa ông ơi, rượu đây là rượu nước hoa ấy. Uống đau bụng ấy. À, đây có rượu... bật radio nữa nè. Sữa tắm không ạ? Đây điên ở đây là sữa tắm. À sữa tắm, à không rượu không ạ? Rượu. Ừ. À nước thơm. cái gì gọi là nước xả? Nước xả. Vài cái nước xả vậy. Nè. Romano đâu, loại nước nữa mà Romano đâu rồi. Cái loại nước nữa gọi là gì mình quên mất tên rồi. Nói ra anh em làm rất là sốc. À, dạ trải nghiệm. Dạ. Ông ơi trải nghiệm cửa bố. Không có Romano rồi sao? Trải nghiệm chóc. Chặn cửa lại. Chặn cửa lại. ba người chặn cửa luôn. Ba người chặn cửa. Ông là ông chặn cửa lại phía ông là được. Là đã ông. Ôi để tự tử tôi bay ra ngoài. Má nó nhốt mình trong phòng vệ sinh. Đấy, ông tắm vào mắt tôi đứng này, ông tắm vào mắt. Ê má trời mới sáng nhưng mà trời tối rồi sao? Lẹ vậy? Ờ, tối rồi. Má tối rồi. Hình xăm mình có đẹp không? Giờ chúng ta trước coi làm thịt nướng đi. Ba bị chua. Má ngoài đây có súng nữa hả? Thịt nướng đâu? Quẹ. Đâu barbecue ăn nè. Không ba tưởng tượng thôi ba. Ông dài hết mặc quần đùi này. Vãi. Đâu? Ủa sao đây nhiều phòng quá ta? Mẹ. Ủa vãi, trong chụp ảnh tôi tắm trộm à? Cái này nghiêm nghị á men. Cái này là kỹ á. Tắm cho sạch á. Tắm cái thùng này. Nó chảy hết hình xăm mà các bạn bị xăm giả các bạn. Kinh vãi. Chảy hết hình xăm. Xăm giả á. Xăm mực rồi. Anh em tối ơi, anh em lên làm cò chụp ảnh. Trên thuyền của tối đây. Hello. Tối hello. Rồi. Tối rồi. Nhỏ này vừa kêu hello nè. Ôi. Ôi. Ok. Sạch rồi. Đó, Chris là một nóc à. Tới luôn. Có dưa leo cái bên nữa nè. Có lộn, chanh chứ. Dưa leo. Lâu. Mấy anh điên đâu rồi. Mấy anh điên lại làm dưa vào vệ sinh ấy. Đấy, trên bartender này đang. À, giờ anh bartender. Má bartender hay thiệt. Má nó đưa em lên cái ly trong suốt luôn hay thiệt. Đâu mày ông đâu? Đang ở trên trên tầng á. Đang bartender. Nãy ông uống rượu á. À rồi thấy. Đâu ở ngoài buổi tối đẹp không? Mẹ TV mở nhạc cách mạng này. Hơi câu vụ mang cách mạng nữa hả? Ủa ở đây buổi tối đẹp nhất này. Đó em nhớ là em nhớ mua đĩa nhạc vàng rồi ba. Nè mày lại đây mày coi cái mày. Mở nhạc sâu biết rồi ba. Mà sao biết? Tại anh mấy bài Sơn Tùng MTV phát anh mà. Phát sinh phải ép mà. Sơn Tùng giờ ghê lắm anh. Giờ anh đi ra ngoài đường vui lắm ba. Anh phải ép mà. Anh phải ép. Phải đúng không? Giờ em chỉ anh nè. Mai mốt anh đi ra ngoài mà anh sợ công an á, anh dán mặt Sơn Tùng lên xe anh á, hả? Không thể nào dám bắt đâu. Sticker. Béo sục. Vãi. Bốn sục buổi đêm đấy. Ra ngoài tắm đêm. Bốn sục. Đâu tắm đêm. Nói cho này đẹp quá. Bốn sục tự động. Ra ngoài tắm đêm. Sụp tự động. Mấy bên này sụp tự động rồi ba. Bốn sọc đi. Ở đi ra xem ngoài trời. Bốn sọc tự động. Được rồi. Ồ đẹp quá ông ơi. Ê. Má dẫn bồ ra đây tắm sướng. Má bê cần quá không thấy đường nữa rồi. Ê anh em tắm đêm nè. Nghĩa anh em Titanic em ơi. Titanic.
Ê à. Thì tôi nít. Đâu được, kim cái hành động nào mà giang hai tay ra ba. Rồi anh em bố lên game, bố. Bốn thằng luôn à? À đây hai đôi luôn, hai đôi anh em. Một, hai, ba. Nào. Rồi đẹp quá. Rồi đẹp quá. Mọi người tất cả làm hành động action nhá. Một, hai, ba. Rồi. Đấy, rồi gửi đến cả thế giới. Đây là nhóm nhạc gì nhỉ? Bốn anh em nhóm nhạc gì nhỉ? À, vườn sao băng qua. Vườn sao băng qua. Ai kia ba đứa rồi ba. Ba thằng rồi. Thế là nhóm gì của bốn thằng nhỉ? Ờ à, F4 á, F4. Big Bang. Big Bang. Big Bang 5 Big Bang 5 người mà. 5 người. EXO là mười mấy đứa hay sao? EXO là con gái. EXO là mười mấy đứa mà. Hình như giờ còn mấy đứa à? Chín. Em không nhớ nữa nói chung. Là bựa trên Big Bang đấy. Ôi sợ. Ui. Nghĩa ơi, anh em có hai thanh niên ngoan hiền không xăm kìa. À trên này quay các bạn, trên này ghép nhạc Titanic vào chuẩn đấy. Đấy, đi đấy. Trên này này. Đấy anh em xuống đi cano một lúc rồi biến em. Đi. Lớn lớn vài vòng. Không lái được à? Không lái được nghĩa ơi. Lái được chứ? Ủa, sao không lái được? Lái được. Không lái được. Ờ, tí ở xuống dưới nước xem, xuống dưới nước xem, xong rồi lái. Ờ, xong lái được này. Ô vãi, tôi cắm thẳng đầu vào cái vãi, không lái được. Không lái được chứ ơi. Ở đây, để em coi, check cái à, chắc là khóa rồi. Chắc là setting. Ờ, tôi xem, ủa, em lên được nè. Từ từ, em khóa, mày khóa người rồi, không cho mày nhảy. Hai người này. Đó là người, để em chỉnh lại. Yes, à đúng rồi, khóa rồi, lên được rồi. Ở đây có hình minh nghĩa. Lên được, lên. Này, lên đây có hình minh nghĩa này. Đâu. Đây nè. Đây nè, chỗ tôi đứng này đây. Chụp tôi đây. Đâu rồi? Đấy. Vai. Từ từ để tôi lấy điện thoại ra. Má sủ nhi. Sủ nhi. Sủ nhi. Ok. À, chữ mình nghĩa luôn. Qua thăm nhà thằng em.